xin chào tất cả mọi người, em xin tự giới thiệu em là Nguyệt, nhân viên của hợp tác xã Rau Phước Sen. Nói đến hợp tác xã Rau Phước Sen thì ắt hẳn là anh chị nào theo dõi lâu kênh của bên em thì mọi người đều đã biết rồi. Thì thay vì lên những cái em mèo có vỏ thì hôm nay em sẽ lên cả không vỏ và thêm hai em mèo có vỏ để mọi người có thể lựa chọn, để mình có thể là đi rừng này, đi cắm trại, đi picnic hay là mình sử dụng để mình trang trí, mình treo trong nhà đấy cũng được nha mọi người. Đầu tiên thì em sẽ giới thiệu đến mọi người đấy là bộ ba cây rau mèo không vỏ bên em này. Đấy, đầu tiên thì nhiều anh thì mình không thích có vỏ, mình muốn mua không vỏ thì em cũng có nhá. Do là bình thường thì bên em có lên cả có cả vỏ nên là nhiều anh thì kiểu ngại mình không hỏi ấy, hoặc là mình nghĩ là mình không có chẳng hạn. Đấy thì hôm nay thì em sẽ lên cho mọi người này. Đầu tiên ở đây em có một em không vỏ đang có giá là 480.000. Đây là một cái cây 20, đấy, mã là M20 DLC. Đấy, đang có giá là 480. Cái em này thì cái chiều dài lưỡi sẽ rơi vào 20cm này, bản rộng ở đây sẽ rơi vào khoảng 5cm, dày sống dao là 3 ly và vát đều về phần lưỡi như thế này. Đấy, cán là cán gỗ cẩm chỉ này. Lưỡi cán này thì rơi vào 12,5cm. Đấy, ở đây khâu và chốt cũng là đồng thau luôn này, đó. Và tất cả dao này đều có chữ HTX, Rau Phước Sen dập chìm và có tem chống hàng giả như thế này. Mọi người nhận hàng, mọi người nhớ mở ra kiểm tra giúp em nhé. Đây là size 20, thì em có thêm size 25. Nếu mà mọi người thấy size 20 nó là bản vừa mà nó nhỏ quá, một cái bản nó to hơn một chút ấy, thì mọi người chọn sang em này nhé. Em này sẽ có mã là M25DLC, đang có giá là 490.000 ạ. 490.000 một em 25 này. Đấy, 490.000 một em 25 này, lưỡi thì sẽ rơi vào 25cm. Bản rộng ở đây sẽ rơi vào 5,5 và dày sống dao là 6 ly, vát đều về phần lưỡi như thế này. Cây này thì mình có thể là mình chặt cây này, và từ size 20 trở lên là mình đã có thể chặt được cả vịt chín rồi mọi người nhá. Thái được, lọc được, và size 25 này mình có thể là mình đào đất đều ok nha mọi người, đều ok nha. Đó, nếu mà anh chị nào mà mình lựa chọn một cái em chặt cây thì mình nên sử dụng những cái bản từ 25 đến 28, tại vì 20 thì nó quá nhỏ. Khi mà mình chặt thì nó sẽ mất rất là nhiều sức của mình. Đấy, thì mọi người nên sử dụng những cái bản nó vừa hơn để mình chặt thì nó ăn cây và mình chặt nó đỡ mất sức hơn ý. Thì ở đây thì cán cầm chỉ nên là mỗi cây thì nó sẽ lên một vân khác nhau mọi người ạ. Đấy, mỗi cây nó sẽ lên một vân khác nhau, nhưng mà cầm em này thì nó rất là đầm tay luôn. Đấy, rất là đầm tay luôn, 490.000 ạ. Còn cây 28 này, bản nó sẽ to hơn một chút và đang có giá là... đang có mã là M28DLC và có giá là 520.000 ạ. Đấy, cái dòng này thì em có cả gỗ mun và gỗ cẩm chỉ nhá, cũng tùy vào nhu cầu và sở thích của mình thôi. Đấy, nếu mà anh chị nào mình thích gỗ mun thì hôm sau em sẽ lên cán mun cho mọi người, còn hôm nay thì em sẽ quay ba em cẩm chỉ trước ạ. Đấy, lưỡi thì sẽ rơi vào 28cm, bản rộng ở đây là 6, nó sẽ rơi vào 6cm này. Đấy, dày này, dày 6 ly và vát đều phần lưỡi như thế này. Nói chung là da mèo rất là đa năng rồi. Nếu mà anh chị nào mà mình đang tham khảo hay là đang quan tâm thì mình nên sắm một em để mình có thể là mình mang đi rừng, hay là kể cả mình không dùng đến mình treo lên thì nó cũng rất là đẹp đúng không ạ? Đấy, khâu và chốt là đồng vàng này, rất là sáng lao luôn, cán gỗ cẩm chỉ này, đó. Và ở đây thì nó sẽ là mặt nhám hai bên như thế này ạ. Đấy, ngoài ra thì bên em cũng sẽ có bảo hành trong vòng 1 năm, nên là khi mà các anh chị sử dụng mà có vấn đề gì, sử dụng đúng chức năng mà ra mà có vấn đề gì thì bên em cũng sẽ có những cái chính sách, cái chế độ bảo hành riêng cho mình mọi người nhá. Tiếp theo thì ở đây thì em sẽ có hai em có vỏ này, hai em có vỏ. Ở đây thì có vỏ ở đây thì em sẽ có một cây size 20 và một cây size 28. Cây 23 thì hôm nay em đang hết hàng nên là hẹn mọi người hôm sau em sẽ lên cho mọi người đầy đủ cả ba con nhá. Ở đây thì sẽ có một cây size 20 này. Cây này thì về cái kiểu dáng thì nó không khác gì cả, nó chỉ khác là ở đây là khâu này. Đây, cái kiểu này nó sẽ không khác gì, và nó sẽ khác một chút là cái bản NC này này, có mã NC ở đuôi nhá mọi người. Cái bản nó sẽ vát hơn một chút này, vát hơn một chút, mình cầm nắm nó cũng ôm tay, cũng không hẳn là ôm tay hơn đâu, nhưng mà cái bản này thì nó sẽ hơi vát, còn cái bản này là nó là kiểu dáng thẳng như thế này. Thì anh chị nào mình thích những cái bản vát vát như thế này, cầm nắm để nó cầm ôm tay hơn, hay là cái bản cán này nó to hơn một chút ấy, thì mọi người hãy chọn em này nhá. Đây ạ, cây này thì đang có giá là 600.000 ạ. Đây, 600.000 một em 20 như thế này ạ. Đó, và cán và vỏ này là gỗ cẩm chỉ nhá. Cái gỗ cẩm chỉ này thì con này thì màu nó lên rất là đậm luôn. Đấy, vân rất là đậm và đều luôn. Đấy, vỏ nhọn như thế này luôn. Và có một cái điểm gờ đây, mình có thể là mình tết dây này, mình tết dây rồi mình treo lên, hay là mình dắt bên hông đi rừng đi chơi để tiện ạ. Và những cái bản nhỏ như thế này thì mọi người có thể là mình bỏ ba lô túi sách nhá, nó tốn không quá nhiều diện tích của mình đâu. Đấy, mình bỏ ba lô túi sách thì cũng không lo là nó bị cộm hay là nó bị ấy thừa ra ngoài đâu mọi người nhá. 600.000 cho một em này ạ. Đấy, 600.000 nhá mọi người. Còn nếu mà mọi người thích cái bản to hơn ấy, đấy, nếu mà mọi người thích cái bản to hơn ấy thì mọi người có thể là chọn sang cây 28 này ạ.
lấy cây 28 nhá. Cái bản 28 thì nó cũng sẽ đa năng hơn một chút. Tại vì nếu mà mọi người chặt cây to ấy, mình sử dụng những cái bản to như thế này, mình chặt thì nó sẽ nhanh hơn và không mất quá nhiều thời gian của mình. Đấy, ở đây cây này thì lưỡi dài 28 cm ạ. Bản rộng ở đây sẽ rơi vào khoảng 5,5 thôi. Cái bản này nó sẽ không như cái em này thì cái bản nó sẽ bầu hơn một chút này. Đấy, cái bản nó sẽ bầu hơn, những cái kiểu dáng nó sẽ hơi khác nhau một chút. Đây, con này là cán thẳng nhá, còn con này thì cán nó sẽ hơi vát một chút ạ. Nó sẽ hơi vát một chút như thế này. Đấy, nó sẽ là bản cán, nó sẽ kiểu thuôn đều về phần lưỡi như thế này này. Đấy, vát đây dày 6 ly và cũng vát đều về phần lưỡi như thế này nhá. Đó, cán này. Đấy, rất là ôm tay luôn ạ, cầm nắm rất là ôm tay và khâu và chốt là inox nhá. Cây này thì đang có giá là 680.000 trước, em xin lỗi ạ. 680.000 một em này nhá. Đấy, 680.000 một em này ạ. Mang đi đâu cũng đều tiện và hợp lý nhá mọi người. Đấy, mang đi đâu thì cũng tiện và hợp lý ạ. Đó, thì ở đây thì em vừa giới thiệu đến mọi người, đấy là 3 mẫu da mèo không vỏ và 1 mẫu da mèo có vỏ, 2 mẫu da mèo có vỏ. Đấy, thì một cây bản vừa và một cây bản lớn để mọi người có thể lựa chọn này. Mọi người đang quan tâm đến cái sản phẩm nào thì mọi người có thể là gọi cho em theo số 0987240733 để được tư vấn chi tiết hơn, hoặc là mọi người nhắn tin cho em qua Zalo để được tư vấn chi tiết hơn mọi người nhé. Bên em cũng có rất là nhiều mẫu để mình có thể tham khảo và lựa chọn. Mọi người cũng có thể là truy cập vào website của bên em là daofuxen.vn hoặc là htxdaofuxen.com để được tham khảo thêm các mẫu khác nhé. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại trong những clip sau nhé.